Tôi là TV256. Tôi quý mến những tù nhân lương tâm này như những người bạn thân của tôi. Tôi gọi họ là những nhà bất đồng chính kiến đối với chế độ Việt Cộng. Họ vô tội. Họ bị bắt giam vì tấm lòng yêu nước của họ. Họ không phải là những tù nhân hình sự như chế độ Việt Cộng tuyên truyền xảo trá. Những hình ảnh của họ đã thôi thúc lương tâm của tôi nên tôi phải làm việc. Tôi mới hoàn thành được ba danh sách đầu tiên trên 100 người. Tôi sẽ không quên họ. Phải gọi chế độ Việt Cộng là một chế độ phản quốc vì chế độ Việt Cộng đã bắt giam những tù nhân yêu nước này. Đáng thương và anh hùng này, quý vị hãy giúp tôi phổ biến những hình ảnh của họ. Chân thành cảm ơn.